Kính thưa cộng đoàn, khi suy tư về thân phận con người trong vũ trụ, một tác giả đã viết: con người là gạch nối giữa đất với trời. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, như một vài triết gia đã khẳng định. Sinh ra sống dưới trần gian, con người vừa có phần trời, vừa có phần đất, cho nên giống như một gạch nối giữa đất với trời. Vì có phần trời cho nên con người thanh tao, thánh thiện, trung thực, ngay thẳng, đạo đức. Vì có phần đất cho nên con người thấp hèn, tội lỗi, nhơ uế, hận thù và ghét ghen. Trong con người hòa quyện với nhau phần đất với trời. Tác giả sách Kinh Thánh khai sáng thêm cho chúng ta điều ấy. Khi tác giả diễn tả việc Thiên Chúa tạo dựng con người, người đã sáng tạo con người từ bùn đất, lấy đất để nắn thành hình con người, rồi thở sinh khí vào lỗ mũi, nhờ đó con người có hơi thở, có sống động. Con người được nắn từ bùn đất, biểu tượng cho sự thấp hèn, nhưng con người cũng cao cả, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của người. Giống hình ảnh của người, đó là một cách diễn tả sự cao cả, vinh quang và những nhân đức con người được Thiên Chúa trang bị cho. Sau này, tác giả Thánh Vịnh còn nói với chúng ta, Thiên Chúa tạo dựng nên con người chỉ kém thiên thần một chút, và Chúa ban cho họ vinh dự với vinh quang. Như thế, con người là gạch nối giữa trời và đất, để rồi trong hành trình sống ở trần gian, dần dần bớt đi phần thấp hèn, tăng thêm sự thánh thiện, bớt đi những bóng tối và tăng thêm ánh sáng vinh quang. Một cách diễn tả khác để sánh ví cuộc đời con người giống như một hành trình. Hành trình ấy có khởi đầu là dưới đất và có kết thúc là trên trời. Con người sinh ra bởi lòng mẹ bắt đầu cuộc hành trình ấy, và cuộc hành trình ấy khởi đi từ trần thế, nhưng đích điểm của hành trình ấy không phải là ở trần thế mà là ở cõi trời. Giáo lý Kitô giáo giúp cho chúng ta để soi sáng điều ấy, và chúng ta tìm thấy chân lý ấy qua ngày lễ Chúa Giêsu về trời. Hành trình của con người trong cuộc sống đời này không phải chỉ từ hư vô hiện hữu rồi trở về hư vô. Hành trình con người của chúng ta cũng không chỉ thụ động gồm bốn giai đoạn khác nhau: sinh, lão, bệnh, tử, rồi lại trở về với cát bụi mãi mãi. Hành trình ấy có khởi đầu và có kết thúc. Và trong suốt hành trình ấy, người Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa là đấng đồng hành với chúng ta, là đấng che chở, vừa là người bạn, vừa là người cha, là người bạn đường để cùng nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc sống, vừa là người cha để nuôi dưỡng, chúc lành và ban phát cho chúng ta những ân huệ cần thiết. Hành trình này là hành trình đi đâu? Con người trải bao thế hệ không ngừng băn khoăn tìm kiếm. Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Trong những ngày vừa qua, nếu chúng ta tham dự thánh lễ thường xuyên, chúng ta sẽ được nghe những lời tâm sự hay những lời di ngôn của Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau bữa tiệc ly. Chúa nói đến cuộc ra đi của Chúa, và trong tâm trạng buồn bã, ủ dột, hoang mang của các môn đệ, Chúa đã trấn an họ, Chúa động viên họ: Thầy đi thì có lời cho các con. Bây giờ lòng các con âu sầu, nhưng sau này các con sẽ tràn đầy niềm vui, và niềm vui của các con sẽ được trọn vẹn. Chúa Giêsu nói đến Chúa Cha, nói đến đời sống thiêng liêng, nói đến sự kết hợp
mà những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được hòa quyện vào sự sống thiêng liêng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, như một dòng chảy của sự sống và như nhựa sống được so sánh giữa cành nho với thân nho. Chúa Giêsu nói về đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần mà Chúa xin Chúa Cha ban cho. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu về trời. Chúa đã từ biệt các môn đệ, và trước khi từ biệt các môn đệ, Chúa dặn dò các ông. Những tâm tình, những lời dặn dò ấy, như chúng ta thấy, thật sâu sắc, thật đậm tình, thật tình thầy trò lưu luyến giữa người ra đi và người ở lại. Chúa khẳng định với các ông rằng mặc dù Chúa về trời, nhưng Chúa không từ biệt, Chúa không vĩnh viễn từ biệt các ông. Chúa vẫn hiện diện nơi trần thế này để tiếp tục nâng đỡ cuộc đời mỗi người tín hữu, để rồi hành trình của người Kitô hữu vừa là hành trình tiến từng bước về đích điểm, vừa là hành trình của những cuộc thanh tẩy giúp cho chúng ta thánh thiện hơn, trong sáng hơn, xứng đáng để gặp gỡ Thiên Chúa đấng tối cao. Thánh Luca kể lại với chúng ta trong bài sách thánh thứ nhất, Chúa Giêsu sau khi dặn dò các môn đệ, người được cất nhắc lên trời. Các môn đệ là những người hiện diện lúc bấy giờ hoang mang, buồn bã, lưu luyến, và các ông ngước mắt đăm đăm nhìn lên trời. Lúc bấy giờ các ông nghe có tiếng nói: hỡi những người Galilê, sao các ông còn đăm đăm con mắt hướng nhìn lên trời? Bởi vì đấng đã lên trời hôm nay, sau này người sẽ trở lại cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Phải chăng qua lời nói ấy, Chúa muốn cho chúng ta không những chỉ đăm đăm ngước nhìn lên trời, nhưng còn trở về với thực tại, trở về với cuộc sống này, để rồi mỗi người chúng ta thực sự là gạch nối giữa trời và đất, để đem những điều thanh tao, thánh thiện của trời xuống cho lòng đất. Để rồi Sứ Thần mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống trần thế này, về với cuộc sống trần thế này để yêu mến cuộc sống hôm nay, để đóng góp phần mình xây dựng, như lời Công đồng Vaticano dạy chúng ta, Giáo hội người Kitô hữu trên cuộc lữ hành trần gian không khinh chê những giá trị trần thế. Trái lại, người Kitô hữu được mời gọi cộng tác phần mình để xây dựng cuộc sống này, làm cho cuộc sống này tốt đẹp như phác thảo đời sau. Chúng ta vừa đưa mắt nhìn lên trời, chúng ta cũng không quên cuộc sống trần thế. Nhất là chúng ta không khinh thường, coi thường các giá trị trần gian, như một số người không có thiện cảm với giáo hội vẫn thường phê phán chúng ta. Người tín hữu là người tìm thấy đích điểm hướng đi của mình là trời, nơi Đức Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Người Kitô hữu cũng là người dựng xây đất nước cuộc sống này để trở nên tốt đẹp hơn như tầm mức Chúa muốn. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trích tin mừng Thánh Gioan, kính thưa cộng đoàn, vừa đem lời cầu nguyện của Chúa, vừa đem cho chúng ta niềm hy vọng, vừa đem cho chúng ta sự yên ủi, động viên. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng sẽ ở đấy với con để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Lời cầu nguyện ấy nói với chúng ta rằng ngày hôm nay, mặc dù chúng ta còn đang lần đần long đong trong cuộc đời trần thế, nhưng Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta để dọn chỗ cho chúng ta. Nơi người sẽ đến, chúng ta cũng đến, nếu chúng ta tuân giữ giới răn của người và thực hành giáo huấn của người nơi trần thế. Chúa Giêsu đã về trời vinh quang, nhưng người đang hiện diện giữa trần thế, như người hứa với các môn đệ rằng: này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta không nhận thấy sự hiện diện của người bằng con mắt thể lý, thì trái tim và đức tin khẳng định với chúng ta Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta. Người hiện diện qua bí tích thánh thể, hiện diện qua lời của người, người hiện diện qua giáo hội, hiện diện qua kinh thánh, hiện diện khi chúng ta hội nhau cầu nguyện
và hiện diện khi chúng ta chuyên tâm làm việc lành phúc đức để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Hỡi những người Galilê, tại sao các ông còn đăm đăm con mắt ngước hước lên trời? Đức Giêsu các ông vừa thấy người lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Chúa Giêsu đã về trời chiến thắng vinh quang. Các bài thánh ca trong thánh lễ Chúa Giêsu về trời đều diễn tả điều ấy. Chúa như một vị vua đến trần gian này và sau cuộc chiến đấu chinh phục thế gian, Chúa về với Đức Chúa Cha như một vị vua khải hoàn chiến thắng, dâng lên Chúa Cha những thành phẩm của cuộc chiến thắng ấy. Đồng thời, Chúa cũng bảo đảm với chúng ta sẽ được về với Chúa nếu chúng ta sống đạo đức thánh thiện. Ngày lễ Chúa Giêsu lên trời đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, nguồn trợ lực siêu nhiên để rồi mỗi bước đi của cuộc hành trình trần thế, chúng ta cảm nhận thấy có Chúa đi cùng, có Chúa đang chúc lành, có Chúa đang ở với chúng ta. Đó chính là thông điệp.